Bộ sàn karaoke truyền thống liệu có còn hợp thời cho Tết 2025? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Cái trải nghiệm khi chúng ta hát karaoke trên một bộ sàn đầy đủ gồm có 5 món ấy, đẩy vào micro như Hữu Duy vừa nói thì nó sẽ tối ưu hơn. Thứ nhất là chất âm nghe nó sẽ ngọt ngào hơn, khả năng cắt hú rít nó sẽ ok hơn. To hoặc là dạng như kiểu sân khấu nó kiểu phải bán chuyên một tí, đúng không? Vâng. Từ tầm ấy trở lên. Vâng. Rồi là có dàn nhạc rồi trống trước thứ chơi thì nó sẽ rất phù hợp. Theo cái nhu cầu của mình ấy, thì mình sử dụng cho cái bộ gia đình thì mình trang trí cho phòng của mình nó đẹp hơn. Thứ hai là các cái thiết bị trong bộ dàn truyền thống thì nó có nhiều thiết bị, nó tạo nên sự hoành tráng cho căn phòng khách của mình hơn. Âm thanh karaoke tại Việt Nam hiện tại đang được chia ra làm hai luồng khái niệm khác nhau. Đó chính là bộ dàn karaoke hiện đại và bộ dàn karaoke truyền thống. Vậy như nào là truyền thống và như nào là hiện đại? Như ở đây Hữu Duy đang có một bộ dàn karaoke bao gồm đầy đủ các sản phẩm như là cục đẩy vang số, micro, loa karaoke và loa subwoofer. Thì đây được gọi là một bộ dàn karaoke truyền thống mọi người nhé. Với một bộ dàn karaoke hiện đại thì nó sẽ như thế nào ạ? Thứ nhất là hiện đại thì nó sẽ phù hợp và nó hơi hướng thiên về hơn dành cho giới trẻ. Và giới trẻ cần cái gì ạ? Giới trẻ cần một sự năng động ở trong một chiếc loa, về chất âm cần phải hay và về mức giá cần nó phải hợp lý nữa. Đó, hiện tại ở đây Hữu Duy đang có một chiếc loa đến từ thương hiệu RCF Italy. Đây là dòng loa cột có mã là Evoque 12. Thì đây là một dòng loa điển hình của một hệ thống âm thanh hiện đại. Quý vị biết ca sĩ Tuấn Hưng không ạ? Và quý vị có biết góc ban công của anh ấy ở bờ hồ không? Thì góc ban công đó được trang bị một cặp loa RCF Evoque 12 này. Thì đó cũng là một trong những cái minh chứng rất cụ thể về một bộ dàn karaoke hiện đại mà chúng ta đang thấy hàng ngày hàng giờ, đúng không ạ? Ok, và trước khi đến với phần đánh giá chi tiết của việc so sánh giữa bộ dàn karaoke truyền thống và bộ dàn karaoke hiện đại thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một vài ý kiến của một vài vị khách hàng mà Hữu Duy cũng đã lựa chọn theo độ tuổi. Xin chào quý vị, và người đầu tiên Hữu Duy phỏng vấn đó là MC Nhật Trường, rất quen thuộc với mọi người rồi. Vậy thì anh Trường cho em hỏi tí là với một bộ dàn karaoke truyền thống đầy đủ đẩy vang mic và một bộ dàn karaoke hiện đại, ví dụ như là loa cột, như là con Evoque 12 đi, thì bây giờ anh thích sản phẩm nào hơn? Với cá nhân quan điểm của Nhật Trường thì trên góc độ một người trẻ, và hai nữa là cái cảm xúc của mình khi mà hát tại gia đình, ví dụ như hát có thể quây quần cùng với bạn bè, người thân, anh chị em gì đó, đúng không ạ? Khi ví dụ chẳng hạn như nhà có Tết hoặc có một vài mâm ăn uống gì đó, thì cái trải nghiệm khi chúng ta hát karaoke trên một bộ dàn đầy đủ gồm có 5 món ấy, đẩy vào micro như Hữu Duy vừa nói thì nó sẽ tối ưu hơn. Thứ nhất là chất âm nghe nó sẽ ngọt ngào hơn, khả năng cắt hú rít nó sẽ ok hơn. Và vì nó anh không có tính chất gọi là cơ động mang đi đâu nhiều cho nên anh thích cái kiểu đó. Thôi chốt lại với anh thích cái nào hơn. Anh thích truyền thống hơn. Truyền thống hơn. Ok, đấy là một ý kiến. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu với khán giả khác mọi người nhé. To hoặc là dạng như kiểu sân khấu nó kiểu phải bán chuyên một tí, đúng không? Vâng. Từ tầm ấy trở lên. Vâng. Rồi là có dàn nhạc rồi trống trước thứ chơi thì nó sẽ rất phù hợp. Đúng rồi, cái dàn này... này chỉ là để trong nhà, thí dụ là ngồi hát với nhau. Đúng rồi. Chơi mấy người thôi, chứ còn cái này mà có phòng to mà chơi các bạn mà chơi bắt đầu có có tay nghề một tí thì bày ra cái này rất là hợp. Vâng. Nếu anh thích có cái nhà to thì anh là bộ này. Vâng, tức là anh thích bộ này hơn đúng không anh? Đây là bộ dàn karaoke hiện đại. Đấy, em đang khảo sát về khách hàng đang thích bộ nào hơn. Trông chất đấy. Yeah. Dạ vâng, vừa nãy thì Hữu Duy cũng đã hỏi Nhật Trường rồi, hỏi một vị khách hàng đến trực tiếp showroom mua sắm rồi. Vậy thì bây giờ Hữu Duy sẽ hỏi anh Cường. Anh Cường là quản lý của showroom 45 Trung Kính tại Hà Nội. Thì bây giờ anh Cường cho em hỏi tí là một bộ dàn karaoke truyền thống bao gồm loa đẩy vang mic và một bộ dàn karaoke hiện đại, em lấy ví dụ như là con Evoque 12 của RCF, thì bây giờ anh thích theo cái kiểu bộ dàn nào hơn? Với quan điểm của mình cũng như là theo không gian của nhà mình thì mình thích cái bộ dàn truyền thống hơn. Truyền thống hơn, vì sao vậy? Thì bản thân mình thì mình theo cái nhu cầu của mình ấy, thì mình sử dụng cho cái bộ gia đình thì mình trang trí cho phòng của mình nó cũng đẹp hơn. Thứ hai là các cái thiết bị trong bộ dàn truyền thống thì nó có nhiều thiết bị, nó tạo nên sự hoành tráng cho căn phòng khách của mình hơn. Đấy, ngoài chất âm hay ra thì nó còn là một cái bộ trang trí, đúng không anh? Đúng. Đấy, thế cho nên là ở đầu video em bảo là bộ dàn karaoke truyền thống liệu có còn hợp thời trong Tết 2025 không? Thì chắc chắn câu trả lời là có rồi, phải không ạ? Xin cảm ơn quý vị, và đó chính là ý kiến của những vị khán giả cũng như là những người đồng nghiệp của Hữu Duy. Và đó là những ý kiến riêng của họ về hai luồng khái niệm là bộ dàn karaoke truyền thống và bộ dàn karaoke hiện đại. Vậy thì đối với quan điểm riêng cá nhân của Hữu Duy thì ở đây
Hữu Duy đánh giá về với một bộ dàn karaoke truyền thống và một bộ dàn karaoke hiện đại thì nó sẽ có một cái điểm chung là gì ạ? Thứ nhất là đều tạo ra được một cái chất âm rất là hay và phù hợp với sở thích của chúng ta, phải không ạ? Đúng không? Thứ hai là gì? Nó là những cái sản phẩm trang trí dành cho không gian gia đình của chúng ta. Nó cũng có thể được coi là những cái món đồ trang sức và nó cũng có tác dụng tô điểm thêm cho không gian gia đình của chúng ta thêm phần đẹp hơn, phải không quý vị? Nó chỉ có một cái điểm khác nhau nho nhỏ là gì ạ? Với bộ dàn karaoke truyền thống thì nó là một bộ dàn karaoke cố định. Chúng ta không thể nào mà cơ động được bằng với một bộ dàn karaoke hiện đại. Và quý vị có đồng ý một cái quan điểm này của Hữu Duy không ạ? Tức là bộ dàn karaoke truyền thống nó sẽ phù hợp với đại đa số không gian phòng khách, không gian gia đình của người dân Việt Nam, nếu như chúng ta không muốn nói là tất cả, phải không ạ? Còn đối với bộ dàn karaoke hiện đại thì chúng ta có thể cơ động hơn, dễ dàng trong việc di chuyển hơn, dễ dàng tháo lắp hơn. Ví dụ như với dòng Evoque 12 này, chúng ta có thể tháo rời module, tháo rời thanh nối ra và súp sẽ để riêng ra, đúng không ạ? Rất là cơ động trong việc mà chúng ta di chuyển, vận chuyển ở nhiều không gian khác nhau. Dạ vâng thưa quý vị, vậy thì để trả lời cho câu hỏi ở đầu video là với một bộ dàn karaoke truyền thống liệu nó có còn hợp thời trong năm 2025 hay không? Vậy thì câu trả lời của chúng ta là có mọi người nhé. Theo quan điểm của Hữu Duy thì với một bộ dàn karaoke truyền thống nó không bao giờ sẽ là lỗi mốt mọi người nhé. Không bao giờ lỗi mốt được, bởi vì nó cực kỳ phù hợp dành cho bất kỳ không gian phòng khách, bất kỳ không gian gia đình nào của mỗi người dân Việt Nam mọi người nhé. Và với không gian gia đình của quý vị theo phong cách hiện đại hay là theo phong cách cổ kính thì với một bộ dàn karaoke truyền thống nó vẫn hoàn toàn có thể đáp ứng được tất cả mọi không gian như vậy mọi người nhé. Còn đối với bộ dàn karaoke hiện đại thì chúng ta sẽ thấy được ngay về cái điểm cơ động, về cái điểm hay, ưu điểm của những dòng sản phẩm đến từ một cái mảng sản phẩm đó là karaoke hiện đại. Thì nó rất là dễ dàng trong việc mà chúng ta di chuyển, có thể trình diễn, có thể biểu diễn ở mọi lúc, mọi nơi, mang hơi hướng trẻ hơn. Vậy thì chúng ta sẽ tùy vào sở thích của từng người mà chúng ta sẽ lựa chọn các sản phẩm làm sao cho nó phù hợp. Karaoke truyền thống hay karaoke hiện đại thì nó vẫn đều là những sản phẩm cực kỳ tốt mọi người nhé. Và tiện thể ở đây thì chúng ta đang có hai bộ dàn, một bộ dàn karaoke truyền thống và một bộ dàn karaoke hiện đại ở đây. Với bộ dàn truyền thống ở đây thì chúng ta sẽ có một đôi loa RCF CMAX 4110 BAT 25 công suất 350W một chiếc mọi người nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ có một cục đẩy JBL V8 hai kênh mỗi kênh 800W, một vang số JBL VX8 cao cấp nhất tính đến thời điểm hiện tại bây giờ và nó chống hú tốt này và khả năng xử lý tín hiệu cực kỳ tốt. Một bộ micro JBL VM300 cao cấp nhất đến từ series VM thuộc micro của thương hiệu của JBL. Chất âm hay, mic bass và tay mic cầm cực kỳ chắc chắn. Cuối cùng là một chiếc súp điện Bass 40 705 AS MK3 đến từ thương hiệu RCF, một sản phẩm được sản xuất trực tiếp tại Italy. Với combo truyền thống ngày hôm nay chúng ta có thể sử dụng được tốt trong những không gian từ 25 cho đến 30m2 hoàn toàn, rất là thoải mái. Còn với combo hiện đại ở đây thì chúng ta đang có gì ạ? Chúng ta sẽ có một chiếc loa Kulum, đó cực kỳ nhỏ gọn, chỉ cần một chiếc thôi. Một chiếc loa Kulum đến từ thương hiệu RCF với mã là Evoque 12, đó bao gồm một module loa full, một thanh nối và một chiếc súp subwoofer ở phía dưới thôi là chúng ta đã hoàn toàn có thể trình diễn được rồi. Chút nữa Hữu Duy sẽ ghép thêm vang số và micro là hoàn toàn chúng ta có thể trình diễn một cách rất là thoải mái rồi quý vị nhé. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test thử chất âm của combo karaoke truyền thống và combo karaoke hiện đại. Điều tuyệt nhất là ta sẽ đứng dậy cùng nhau. Yêu em nhiều gấp đôi như vậy, đã bao giờ em
Âm vừa rồi chúng ta cùng nhau trải nghiệm rồi, chất âm của nó cho ra cực kỳ hay phải không ạ? Thảo nào mà ca sĩ Tuấn Hưng đã lựa chọn cho góc ban công của mình. Còn đối với một bộ dàn karaoke truyền thống thì nó cực kỳ phù hợp cho mọi không gian. Nó vẫn là một cái gì đó mang tính truyền thống, mà đã là truyền thống thì chắc chắn là không thể nào bỏ được phải không quý vị? Và video ngày hôm nay có lẽ là cũng sẽ kết thúc ở đây, và chúng ta cũng đã làm rõ được một cái luận điểm, đó chính là gì? Bộ dàn karaoke truyền thống liệu còn hợp thời trong năm 2025 không? Thì đó, chúng ta đã có câu trả lời rồi mọi người nhé. Vậy thì chúng ta hãy cứ mạnh dạn đến với Bỏ Chỗ Elec để chúng ta tham khảo cũng như test thử, tìm hiểu về các sản phẩm karaoke mà mình đang mong muốn. Nếu mà quý vị có nhu cầu cần sở hữu hay là test thử các combo karaoke truyền thống hoặc là hiện đại hoặc là các sản phẩm karaoke khác thì quý vị có thể đến trực tiếp 15 showroom của Bảo Châu Elec trên toàn quốc để test thử. Hoặc nếu quý vị cần được tư vấn chuyên sâu hơn thì quý vị có thể liên hệ với Hữu Duy thông qua số điện thoại 0866693631 để được tư vấn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Châu Elec. Đừng quên nhấn like, share, subscribe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video sau.